Một xin chào mừng tất cả quý vị và các bạn, chúng ta cùng đến với trận đấu trong khuôn khổ loại của giải bóng đá Ngọc Lặc sau mùa giải năm 2022. Và chúc mừng tất cả quý vị và các bạn là cuộc đối đầu giữa Nguyễn Đán FC và Ngọc Sơn FC. Đây là một trận đấu rất quan trọng cho hai đội trong buổi chiều ngày hôm nay, khi mà trận đấu trước thì Ngọc Sơn cũng đã bị thất bại và bây giờ thì họ sẽ phải dành quyết tâm rất cao để có thể bước vào trận đấu ngày hôm nay. Ở trận đấu ngày hôm nay thì cầu thủ Ngọc Sơn FC họ sẽ ra quân với sắc phục áo đỏ quần đen, bảo vệ bên tay trái rất là nhiều quý vị và các bạn. Ở trong khung thành của Ngọc Sơn đó là thủ thành áo số 11 Văn Hưng. Những cầu thủ có mặt ở trận đấu ngày hôm nay gồm cầu thủ áo số 5 là Văn Luân, số 2 Văn Bình, số 594 là Văn Chiến và số 30 là Văn Tuấn. Còn cầu thủ Nguyễn Đán FC ở trận đấu này thì họ ra quân với sắc phục màu xanh lơ và bảo vệ bên tay phải, thưa mọi người quý vị và bạn. Với sự có mặt ở trong khung thành gỗ là thủ thành má số 1 Văn Tiến. Những cầu thủ có mặt ở trận đấu ngày hôm nay là cầu thủ má số 7 Văn Thức, số 17 Văn Đạt, số 6 Văn Hưng và số 18 là Văn Sinh. Vẫn là Văn Sinh. Đây là một trận đấu khá quan trọng để dành cho Ngọc Sơn, liệu rằng họ có thể tiếp tục theo đuổi để tìm tới những bàn thắng hay không. Dứt điểm, đó là pha xử lý và dứt điểm ngay của cầu thủ áo số 6 là Văn Hưng. Những pha xử lý của cầu thủ áo xanh ở những thời gian vừa qua họ đang giúp cho một thế trận đối với cầu thủ Nguyễn Đán đã diễn ra rất nguy hiểm. Trận đấu ngày hôm nay được chúng tôi phát sóng ở trên kênh sóng truyền hình thể thao trực tiếp bóng đá và bóng đá pro. Và chắc hẳn dưới đây thì tất cả các bạn quý khán giả chúng ta đang được chờ đợi những màn đầu kịch tính của buổi trận hôm nay. Giải bóng đá Mini Cup của Ngọc Lặc năm 2022. Không được phản công dành cho Nguyễn Đán. Vẫn là pha xử lý của Văn Hưng. Mở cánh ra đây. Khá nguy hiểm, không được. Đó là pha thoát xuống hơi chậm của Văn Thức. Chúng ta vẫn đang cần có những sự khởi sắc ở vị trí hai tuyến. Nếu như cao thủ của Nguyễn Đán họ muốn tìm tới khung thành gỗ của Văn Hưng. Bất chính ở trận đấu hôm nay đó là trọng tài chính ông Đinh Thạch. Văn Sinh, đó là pha di chuyển dành cho Văn Đạt, không được. Là một lần nữa thì pha xử lý đã bị lỗi của Văn Thức. Đang cần có những pha xử lý tốt hơn của vị trí tuyến trên. Và chắc chắn rằng nếu như đội bóng nào họ tiếp cận tốt và có những pha xử lý hay thì đó sẽ giúp cho có những cơ hội để thành bàn. Văn Sinh, Văn Đạt và mở cánh dành cho Văn Thức, không được. Lại có thêm một chuyền không được tốt nữa của Văn Thức để dành cho Văn Sinh. Văn Thức, Văn Hưng, quá khó để có thể lấy bóng ở trong chân cao thủ áo xanh. Một trận đấu đang diễn ra ngay ở những phút đầu tiên thì cả hai đội đang cho thấy một sự cứng rắn ở một cách trời. Và đây sẽ là những sự khó khăn khôn xiết mà nếu như đội bóng nào họ cũng không biết để có thể hóa giải những cách trời mà đối phương sẽ được áp đặt. Đó sẽ là những cơ hội rõ ràng để dành cho đối phương. Nhưng ngay lúc này thì Ngọc Sơn họ vẫn đang rất cố gắng để có thể tìm ra những hướng giải quyết khác nhau. Liệu rằng sẽ có những cơ hội dành cho Ngọc Sơn hay không?
Dạ, đó thực sự là một trong những mùa giải thực sự ý nghĩa để dành cho tất cả những người còn giữ danh cha tử. Họ sẽ có những sự suy tử trong khoảng thời gian là vừa mệt mỏi, vừa toàn là vừa vui hòa. Và đây sẽ là một thời gian vỡ bỏ tất cả sự và sự siêu đẳng của công việc để họ dành những chút thời gian để gặp gỡ và tạo những chuyện cười bổ ích như thế này. Đó thực sự là một điều rất cần thiết đối với các ban tổ chức của giải huyền Thanh Hóa tại Việt Nam. Và tỷ số là 6 này, đó chậm chạp lên. Chúng ta chơi đi, đó là ta chấp nhận công chúng ta báo của Việt Nam. Tôi sẽ mong rằng khi mà thời tiết nào thì sẽ bóng với Dũng sẽ được từ khô thoáng mát để có thể trận đấu được diễn ra một cách tốt nhất. Đó là pha xử lý này, pha xử lý đối thủ vị trí của Vân Đạt. Chúng tôi thấy rằng khi mà cao thủ Nguyễn Ấn họ cũng đang tìm được rất nhiều những cơ hội và cánh cửa để tìm tới khung thành của Hồ Văn Đông. Những điều này đáng cần với lúc này sẽ là mình phải mừng thắng. Văn Xuyên, cú vào! Bóng vẫn còn, không được. Lần này thì Văn Xuyên đã không thể đến trận của đội người. Nhưng đó cũng là một trong những điều cần thiết mà cao thủ Nguyễn Ấn họ đang tìm tới khung thành của Văn Đông. Lỗi rồi, nhưng dường như đó là không có một pha phạm lỗi. Những sự rời rạc của tuyến trên của cầu thủ Ngọc Sơn và đặc biệt là chưa có một sự kết dính lối chơi phát sinh trên chưa đang khiến cho cầu thủ Ngọc Sơn vẫn chưa tìm tới những khung thành công của Văn Tiến. Văn Chiến rất quay ở khung vào. Quả đáp tiếp dành cho cầu thủ Ngọc Sơn. Đó là pha xử lý của Văn Tuấn. Một trận đấu đang được diễn ra rất hay ngay ở phút đầu tiên của trận đấu này. Vẫn là những pha xử lý của cao thủ Nguyễn Ấn, pha xử lý của Văn Hưng rất hay. Văn Sinh khá nguy hiểm không vào. Đó là pha thoát xuống đầy khó chịu của Văn Hưng. Khi mà cả hai đội đang cho thấy một sức mạnh của mình ở trận đấu này và đặc biệt là sự cẩn trọng ở những vị trí cách chơi thì chắc chắn đây sẽ là những điều cần thiết nhất của trận đấu này. Đặc biệt là đội bóng Ngọc Sơn khi mà họ đang cần có bàn thắng ở mùa giải năm nay. Một chiến thắng đó sẽ giúp cho họ có những điểm số. Cơ hội dành cho Văn Sinh không được, lại có thêm được chuyền hơi mạnh nữa của Văn Hưng. Quá khó để qua được sự suy cản. Văn Sinh đã có lỗi, một pha phạm lỗi từ phía sau. Người đã phạm lỗi ở phóng vừa rồi là Văn Luân. Văn Sinh đang đứng trước quả đá phạt này. Văn Sinh chiến thắng thẳng khá nguy hiểm vào. Và tỷ số đã được mở dành cho cao thủ Nguyễn Ấn FC. Một pha xử lý thực sự là rất nhanh gọn của cao thủ áo xanh. Sự có mặt đúng lúc đúng kịp thời và vị trí điểm rơi của số bóng thì ngay lập tức lưới của cao thủ Ngọc Sơn đã rung lên.
Giờ đây thì cao thủ Ngọc Sơn họ vẫn đang bị bất lợi ở trận đấu này. Vân Hưng, Khải, bóng vẫn còn, vẫn là Văn Thức. Văn Thức xử lý của Văn Thức. Ở tại sân bóng Anh Dũng ngay lúc này thì thời tiết là khá mát mẻ. Và đây cũng sẽ là những thời điểm mà sự phô diễn của các cầu thủ thi đấu ở trên sân. Và ngay lúc này thì Nguyễn Ấn đang có một bàn thắng để khai thông sự bế tắc. Và những chặng đường tiếp theo đầy khó khăn và gian nan vất vả của Ngọc Sơn. Và vẫn đang tìm tới cánh cửa và khung thành gỗ của Văn Tiến. Nhưng đó là một điều đầy khó khăn và vẫn đang phải vượt qua một chướng ngại vật. Thực sự là một bức tường khổng lồ và đang đứng trước vị trí tấn công của các cầu thủ Ngọc Sơn. Nhưng họ sẽ cố gắng quyết tâm để có thể đẩy lùi những bức tường như này. Và chúng ta vẫn đang có những sự cổ vũ nhiệt huyết cho các cầu thủ Ngọc Sơn để họ có thể tìm tới những cơ hội rõ ràng hơn. Dứt điểm thẳng, đó là pha xử lý và dứt điểm ngay của Văn Bân. Nhưng rất tiếc, đó là cú dứt điểm mà không thể qua được hàng rào chắn của Nguyễn Ấn. Vẫn là cầu thủ Nguyễn Đán FC. Mặt bóng rồi, phản công dành cho Ngọc. Không được. Đó tương trình như đó sẽ là pha phản công dành cho cầu thủ Ngọc Sơn. Khi mà pha di chuyển của Văn Bân. Cho đến thời điểm hiện tại thì lợi thế về điểm số và tỷ số ở trên sân hiện tại thì đang lợi cho cầu thủ Nguyễn Đán khi ở trận đấu vòng đấu đầu tiên. Vẫn là cơ hội dành cho cầu thủ Nguyễn Đán. Rất nguy hiểm. Cú dứt điểm ngay của Văn Đạt. Ở vòng đấu đầu tiên thì cầu thủ Nguyễn Ấn đã đánh bại đội bóng Ngọc Liên với tỷ số là 5-3. Thực sự là một cánh cửa khó khăn để dành cho cầu thủ Ngọc Sơn khi họ đang đối đầu với một bóng rất mạnh, đó là đơn kim vô địch của mùa 3. Khá nguy hiểm, không vào. Một pha dứt điểm tiếp theo của Văn Thức. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời tri ân với tất cả quý nhà tài trợ đang được đồng hành với mùa giải đấu này. Và sau những trận đấu thì chúng tôi sẽ thả vào đường link thấp nhất của trận đấu. Đó sẽ là thông tin của các nhà tài trợ sẽ xuyên suốt với mùa giải năm nay. Và chúng tôi mong rằng không chỉ là mùa giải năm nay và mùa giải tiếp theo, đối với giải bóng đá Ngọc Lặc thì chúng tôi liên tiếp đón nhận được các nhà tài trợ sẽ được đồng hành. Một lần nữa chúng tôi cũng xin được thay mặt cho ban tổ chức xin được gửi lời tri ân với tất cả quý nhà tài trợ sẽ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành đạt trong cuộc sống. Vâng, và tiếp theo là một quả đá phạt góc cho SC Ngọc Sơn. Bóng được đưa vào, không vào. Rất tiếc cho một cơ hội ăn bàn của các cầu thủ SC Ngọc Sơn. Văn Sinh đang có bóng. Chuyển bóng sang bên cánh trái, rút. Không được. Bóng đã đi hết đường biên ngang. Một quả đá biên cho SC Ngọc Sơn. Bắn được đưa lên cho số 30 Văn Tuấn. Tiếp tục là một quả ném biên cho các cầu thủ SC Ngọc Sơn. Không được. Vẫn là những sự ép sân mà cầu thủ Ngọc Sơn họ tạo ra. Nhưng để có thể đánh bại được cầu thủ Nguyễn Ấn, một đội bóng đơn kim vô địch của mùa 3,
thì đó thực sự là một bài toán khó hóa giải nhất đối với cầu thủ Ngọc Sơn. Văn Sinh rất nhịp nhàng, không được, hỗ trợ rất kịp thời của Văn Đạt. Phản công dành cho cầu thủ Ngọc Sơn, quá khó. Bóng vẫn còn, vẫn là Văn Sinh. Quá xử lý của Văn Sinh không thành công. Goal! Không được. Đó là cơ hội để dành cho Văn Tuấn, nhưng đáng tiếc là Văn Tuấn đã không thể kịp thời. Khai William, một pha xử lý thực sự đầy bất ngờ của thủ thành Văn Hưng. Đã có sự thay đổi để dành cho cầu thủ người đàn ấp xì. Phản công, phản xử lý của Nhật Thịnh, lỗi rồi. Đã có một pha phạm lỗi của Nhật Thịnh, người đã mới được tung vào sân của cầu thủ người đàn ấp xì. Trước trận đấu này được diễn ra thì rất nhiều những chuyên gia về bóng đá cũng đã có được rất nhiều những bài viết khá hay ở trên tường cá nhân của mình. Và rất nhiều những chuyên gia bóng đá cũng đã nhận định trận đấu ngày hôm nay sẽ là một cánh cửa rất lớn để dành cho người đấn. Nhưng cho đến thời điểm hiện tại thì Ngọc Sơn cười! Hơi chạm pha xử lý vừa rồi, không được. Một pha xử lý thực sự là cầm cảnh. Đó là pha xử lý của cầu thủ áo số 10 Minh Hiếu. Nếu như đó là một đường chuyền để dành cho đồng đội di chuyển thì cơ hội sẽ lớn hơn rất nhiều. Vẫn là Nhật Thịnh, Văn Sinh, một trong những bờ tường vững chắc nhất của cầu thủ Nguyễn Ánh cho đến thời điểm hiện tại, đó là hàng phòng ngự, nơi đang có sự hỗ trợ của Văn Sinh, một lão tướng của Nguyễn Ánh ở suốt thời gian qua. Văn Đạt, quá đơn giản ở cú dứt điểm vừa rồi. Đó là pha xử lý và dứt điểm ngay đến từ Minh Hiếu. Văn Thức, Văn Đạt rất hay. Vẫn là Văn Đạt dứt điểm, không vào. Đó là một cú nửa vời khi mà anh vẫn có thể lựa chọn một cú dứt điểm và có thể làm một đường chuyền. Chỉ cần những lỗ hổng được lòi ra và đó sẽ là những cơ hội để tạo ra cú dứt điểm. Giờ đây thì ban huấn luyện của người đánh vẫn đang cảm thấy thở phào nhẹ nhõm khi họ đang có một cơ hội để dẫn bàn. Với cách biệt một bàn ở thời điểm như này thì đó là sự khó khăn và rất mong manh. Văn Đạt ra đây, khá nguy hiểm. Và tỷ số là 2-0, 2-0 dành cho người đàn ông xì. Pha ghi bàn của Nhất Thịnh, người mới được tung vào sân, cũng là một trong những ngòi nổ để có thể phá thông được hàng phòng ngự của Ngọc Sơn, rất đơn giản để có thể đưa xe bóng đi vào khung thành. Tỷ số lúc này là 2-0 dành cho Nguyễn Đán Đâm Sỉ. Ngay lúc này thì đã có những nhận định chuyên gia đã bị sập bẫy khi mà đã có sự lựa chọn của cầu thủ Ngọc Sơn, khi mà cao thủ của Nguyễn Đán họ đã có 2 bàn thắng. Rất nguy hiểm, không vào, không vào. Hai cú dứt điểm ngay của cao thủ áo đỏ, nhưng vẫn chưa thể đánh bại được thủ thành là Văn Tiến trong khung thành gỗ của người đánh. Văn Thức, Văn Sinh rất hay. Vẫn là Văn Thức, đường xuôi dài, phải xử lý mở cánh của Văn Sinh. Vẫn là cao thủ áo xanh, khá nguy hiểm. Văn Thức không vào. Lối chơi rất chậm và chắc của Nguyễn Ánh ở trận đấu này, khi mà họ thường xuyên di chuyển ở hai cánh và sau đó sẽ là có một đường chuyền dành cho thầy. Và cách chơi của họ vẫn đang có một sự khá tốt.
đã có bàn thắng tiếp theo. Tiếp tục đó là có sự có mặt của cầu thủ vào số 8 Nhật Thịnh. Quá khó khăn, quá vất vả. Và thực sự là những bài toán không thể gỡ và không có một cách sửa sai. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài Đình Thành cũng đã vang lên. Kết thúc hiệp đầu thứ nhất thì lợi thế vẫn đang nghiêng về cao thủ Nguyễn Đán FC. Và xin mời quý vị và các bạn chúng ta cũng nghỉ giải lao trong ít phút để chúng ta cùng đến với hiệp đấu thứ hai. Và thông qua với trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được gửi lời tri ân với tất cả quý nhà tài trợ đã luôn được đồng hành với mùa giải năm nay, giải bóng đá Mini Cup Hồ Đầu Quương Ngọc Lặc khu vực Huế Nam năm 2022. Và mỗi trận đấu thì chúng tôi liên tục thả những đường link thấp nhất của màn hình. Và đó là thông tin của quý nhà tài trợ xuyên suốt với mùa giải. Chúng tôi cũng xin được gửi lời tri ân và xin được mến chúc cho tất cả quý nhà tài trợ sẽ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và thành công trong cuộc sống. Và chúng ta cùng nghỉ giải lao trong phút để chúng ta cùng đến với diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Trận đấu cuộc cái đầu giữa Nguyễn Đán FC và Ngọc Sơn FC. Mời xin mời tất cả quý vị và các bạn chúng ta đến với diễn biến của hiệp đấu thứ hai. Trận đấu cuộc đầu giữa Nguyễn Đán FC và Ngọc Sơn FC. Hiệp hai đã được bắt đầu. Và đến với hiệp hai thì cầu thủ Ngọc Sơn họ sẽ bảo vệ bên tay phải theo màn nhỏ quý vị và các bạn. Còn cầu thủ Nguyễn Đán họ sẽ bảo vệ bên tay trái. Khi mà những diễn biến của đấu thứ nhất cũng đã khép lại, lợi thế đang nghiêng về cầu thủ Nguyễn Đán với cách biệt là 3 bàn. Khá nguy hiểm. Cũng chiếc điểm đầu tiên của cầu thủ áo xanh. Pha xử lý và dứt điểm của Văn Đạt. Dường như cầu thủ Nguyễn Đán
Một đội bóng là một trong những cương vị khá lớn ở mùa giải năm nay. Những ứng cử viên viện sang giá của giải này đang được lộ ra những gương mặt tốt nhất khi họ đang liên tiếp có những cơ hội để có thể tìm tới khung thành gỗ của Văn Hưng. Điều đáng quan trọng nhất của Khao Thủ Ngọc Sơn là họ sẽ cần phải có nó lối chơi mạnh mẽ hơn và có nhiều những bàn thắng để có thể giảm bớt những áp lực và những tâm lý ở trận đấu này. Khá nguy hiểm, đó là pha xử lý và dứt điểm ngay, pha dứt điểm của Vân Vân. Vẫn là cầu thủ áo xanh ở Văn Sinh, Văn Đạt rất cố gắng. Không được, khá nguy hiểm, vẫn không vào. Đã có một cơ hội để dành cho cầu thủ Nguyên Ấn, nhưng rất đáng tiếc họ vẫn chưa thể có một cơ hội để có thể thành bàn. Điều rằng sẽ có thêm những cơ hội để dành cho Khao Tổ Ái Xanh hay không? Vẫn chưa thể, Văn Sinh. Mở cánh chân tay của Văn Sinh. Văn Đạt. Khá ý của Văn Đạt. Xử lý không bầu. Đó là cơ hội của Văn Hải. Nhưng rất tiếc thì Văn Hải đã không thể có một pha đẹp lòng thành công. Mặt bóng khá nguy hiểm, Văn Đạt. Bóng vẫn còn, trận đấu đang diễn ra đầy hấp dẫn. Cú dứt điểm quá đơn giản của Công Cảm. Văn Sinh, Văn Đạt, vẫn là Văn Sinh. Bóng đai chạm tay, đó là pha đi bóng chạm tay của Công Cảm. Tiếp tục là có sự thay đổi, cần phải hạn chế để những lỗ hổng đến với cầu thủ áo xanh, đặc biệt là những vị trí của Văn Đạt và Văn Sinh. Điều đó là một điều mà sẽ tạo những cơ hội để dành cho cầu thủ Nguyên Ánh. Những sự cần thiết nhất của trận đấu này và cách chơi của hai đội. Cầu thủ mới được tung vào sân, đó là Văn Trọng. Văn Đạt. Khải. Không vào. Một chút xíu nữa thì đã có những cơ hội để dành cho các đội áo xanh. Khi bóng đã chạm vào chân của cầu thủ mã số 6 bên phía Ngọc Sơn. Thực sự là đầy khó khăn và gian nan vất vả của cầu thủ Ngọc Sơn khi phải đối đầu với một bóng đóng rất mạnh ở mùa giải năm nay. Đơn kim vô địch của mùa 3 đã hiện rõ những cách chơi táo bạo của mùa giải năm nay. Ở trận đấu ra quân đầu tiên thì cầu thủ Nguyên Ấn đã giành chiến thắng với tỷ số là 5-3 trước đội bóng Ngọc Yên. Còn cầu thủ Ngọc Sơn thì họ đã thất bại với tỷ số 1-7 trước đội bóng Ngọc Dương. Và thực sự với sự chênh lệch như thế này là một trong những đầy khó khăn để dành cho cầu thủ Ngọc Sơn, nhưng họ vẫn đang chơi đầy quyết tâm và không muốn ngừng nghỉ dù kết quả của trận đấu ngày hôm nay như thế nào. Với một bóng tân binh thì đó thực sự là một điều luôn thành công. Thôi không vào. Một cơ hội rất tốt để dành cho cầu thủ Nguyễn Ấn, nhưng pha xử lý của cầu thủ báo số 8 là Nhật Thành đã không thành công. Lỗi rồi, người đã bị phạm lỗi ở phóng vừa rồi là Văn Sinh.
vẫn là Văn Sinh. Lần này thì hàng phòng ngự đã tốt hơn rất nhiều. Xin được cảm ơn tất cả bạn chúng ta đang theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Nếu như tất cả bạn chúng ta không thể có mặt ở tại sân bóng Anh Dũng để theo dõi trận đấu này thì chúng ta có thể thông qua fanpage của chúng tôi là Truyền Lửa Thể Thao Bóng Đá Pro và trực tiếp bóng đá để theo dõi trận đấu này. Còn nếu như chúng ta đang ở những vị trí mạng mạnh thì chúng ta có thể chuyển qua chế độ Full HD để theo dõi trận đấu này. Khá nguy hiểm nếu như chúng ta không có thể nắm bắt được lịch thi đấu thì chúng ta có thể vào tại nhóm của Hội đồng Ngương Ngọc Lặc để chúng ta cùng theo dõi lịch thi đấu của mùa giải hôm nay. Với những sự team share và chia sẻ của tất cả các bạn, đó sẽ là một sự động lực rất lớn để dành cho hai đội đang thi đấu trận đấu này. Bên cạnh đó, một tinh thần để giúp cho ban tổ chức sẽ tự tin để cho những mùa giải tiếp theo sẽ được diễn ra tốt hơn. Chân trái không vào, Văn Sinh. Đó là đường truyền để dành cho Nhật Thịnh. Bóng vẫn còn. Không được. Không được. Vẫn đang cần có những sự chắc chắn và lối chơi bảo dàn để dành cho cầu thủ đỏ. Văn Sinh. Vẫn là Văn Sinh. Đã có một pha phạm lỗi từ phía sau. Và rất nhanh chóng từ tiếng còi và một chiếc thẻ vàng của trọng tài Đình Thạch cũng đã được rút ra. Đó là một chiếc thẻ vàng xứng đáng. Nhưng nếu như đó là một pha để cho Văn Sinh thoát xuống thì đó sẽ là cơ hội thực sự nguy hiểm. Văn Sinh. Khá nguy hiểm và tỷ số đã được nâng lên thành 4-0 dành cho cao thủ Nguyễn Đàn Nếp Trì. Đó là pha xử lý ở một vị trí cố định để dành cho Văn Sinh. Thực sự là khó khăn và không có quá nhiều những sự lựa chọn để dành cho cao thủ đỏ. Họ đang gặp một sự bất lợi rất lớn ở mùa giải năm nay. Đó là đang để cho đối phương dẫn trước với tỷ số là 4-0. Đã có lỗi từ phía sau. Lối tác động của Nhất Thịnh đủ để cho trọng tài Đình Thạch có thể cất còi ở phóng vừa rồi. Lại một lần nữa thì tiếng còi vang lên rất chính xác của trọng tài Đình Thạch. Và chiến điểm của thủ thành Văn Hưng là bóng đi quá cao. Vẫn là lấy bóng dành cho cầu thủ áo xanh. Cầu thủ mới được tung vào sân. Đó là cầu thủ mặc áo số 20 Chi Thế. Dù không được thuận lợi ở mùa giải năm nay, nhưng cầu thủ của Ngọc Sơn cũng đang quyết tâm rất cao. Nếu như một chặng đường năm nay họ không thành công thì năm sau họ sẽ phải quyết tâm hơn rất nhiều. Mỗi năm thì chúng ta sẽ tích góp được những sự quý giá ở mỗi trận đấu để có thể sửa sai và tìm được nhiều những cách chơi tiếp theo và mới mẻ hơn ở những mùa giải năm sau. Vẫn là Văn Sinh. Khá hay. Không được. Pha xử lý của Trọng Lượng. Trọng Lượng.
Pha chịu khó của Nhật Thịnh đã không thành công, phản công dành cho Cao Tùng Ngọc Sơn. Bóng vẫn còn, không vào. Thực sự là một trận đấu mà Thủ Thành Văn Tiên đã thực sự chơi tốt ở trận đấu này. Một cơ hội 10-10 để giúp cho Cao Tùng Ngọc Sơn có một bàn thắng rút ngắn. Nhưng điều đó vẫn chưa thể đến với họ khi mà găng tay vàng của Văn Tiến đã hóa giải được bàn thắng vừa rồi. Lại phải xử lý thành công nữa của Văn Tiến. Văn Sinh, Nhật Thịnh, không được. Cần phải có những pha xử lý một chạm để có thể tạo ra sự bất ngờ. Nếu như cao thủ Ngọc Sơn họ muốn tìm kiếm bàn gỡ, đã có những sai lầm. Đó là sai lầm thiếu sự quan sát của một cầu thủ bên phía người đàn ông xì. Đó là chi thế người đã mới được tung vào sân ở những thời gian vừa qua. Luật FIFA của sân nằm khi bóng chưa được qua vạch vôi của đối phương và chưa chạm chân của đối thủ thì không được truyền về. Và đó là một sai lầm mà đã khiến cho phòng ngự của Nguyệt Ấn đã sơ suất ở bóng vừa rồi và sẽ phải hứng chịu một quả đá phạt. Và đây sẽ là một cơ hội để dành cho Văn Hưng. Chúng ta sẽ chờ đợi quả đá phạt của Văn Hưng. Không được. Pha xử lý dứt điểm ngay của Văn Bân. Văn Bân phản công dành cho cao thủ đỏ. Đường mở cánh hơi nhẹ. Văn Sinh, sự xa dặn và cách chơi. Đã có bàn thắng, đã có bàn thắng dành cho cao thủ đỏ. Cuối cùng thì sự chờ đợi của các thủ Ngọc Sơn cũng đã đến với họ. Những pha di chuyển và áp sát vào trong đã giúp cho Ngọc Sơn có một bàn gỡ rất quan trọng ở những thời điểm như này. Phút thứ 33 của trận đấu và tỷ số lúc này vẫn đang có những lợi thế cách biệt rất lớn để dành cho các thủ Nguyệt Ấn. Pha để bóng chạm tay. Dường như trọng tài đã cắt còi với một lối tác động của các thủ áo xanh. Văn Sinh, không được. Pha che chắn rất khôn ngoan của Văn Tuấn. Khá nguy hiểm. Là một lần nữa thì sự chịu khó thoát xuống của Văn Bân. Không được, bóng đi quá cao. Nhưng pha xử lý như vậy thì rất khó để có thể loại bỏ được hàng phòng ngự của Nguyễn Ấn. Và đặc biệt loại bỏ được Thủ Thành Văn Tiến. Phát bóng lên dành cho Ngọc Sơn. Pha xử lý cầu may. Phát bóng lên dành cho cao thủ áo xanh. Không được. Không được. Đã có lỗi.
vẫn đang có những sự chắc chắn để dành cho cao thủ áo xanh. Khi ở phía dưới thì Văn Sinh vẫn đang chơi rất năng nổ và khá khôn ngoan ở mọi pha tranh chấp. Đúng thực sự là một lão tướng của cao thủ Nguyễn Ấn. Khá nguy hiểm, không vào. Cú dứt điểm ngay của Nhất Thịnh, nhưng lần này thì bóng vẫn chưa có những cơ hội. Nhưng điều đáng quan trọng nhất để dành cho các cầu thủ áo xanh là họ phải có những cơ hội để chơi mạnh lạc hơn. Không được. Và thoát xuống thực sự là khiến cho cổ động viên của Ngọc Sơn đã phải thót tim. Pha di chuyển của Văn Hưng. Không thể chết đường. Những trọng tài đã cất còi khi mà đã có một pha phạm lỗi dành cho các đội áo xanh. Xin được chào tất cả quý vị và các bạn, chúng ta đã theo dõi trận đấu ngày hôm nay. Cuộc đấu giữa Nguyễn Đạt FC và Ngọc Sơn FC. Quá đáng tiếc pha xử lý vừa rồi, dường như đó là một đường chuyền hơi nhẹ. Những tình cảm của tất cả bạn chúng ta đang đến với mùa giải năm nay. Và thông qua trận đấu ngày hôm nay thì chúng tôi cũng xin được lời tri ân với tất cả quý nhà tài trợ đã luôn được song hành với dòng đá Mini Cup Hội đồng Hương Ngọc Lặc khu vực phía Nam năm 2022. Khi mùa giải đã được diễn ra rất thành công và đúng với tâm huyết của những người con Ngọc Lặc tại miền Nam. Sự thành quả đó không thể không nhắc tới các quý nhà tài trợ luôn được song hành. Và chúng tôi cũng xin được gửi lời cảm ơn và xin được chúc cho quý nhà tài trợ cùng với đại gia đình sẽ luôn được mạnh khỏe, hạnh phúc và gặt hái nhiều thành công trong con đường sự nghiệp của mình. Và chúng ta cùng đến với diễn biến của trận đấu ngày hôm nay của các đầu giữa Nguyệt Ấn FC và Ngọc Sơn. Khi mà thời gian chính thức của trận đấu là không còn nhiều và chắc chắn thì những sự cố gắng, nhiệt huyết và năng nổ của cầu thủ đỏ liệu rằng có thể giúp cho họ có những sự đền đáp hay không? Không được. Rất tốt. Văn Bân. Rất táo bạo của Văn Bân ở những pha chia ly. Cơ không vào. Đó là pha xử lý của Nhật Thịnh nhưng vẫn chưa thể có bàn thắng để dành cho cầu thủ Nguyễn Ấn ở pha xử lý vừa rồi. Dù kết quả của trận đấu ngày hôm nay như thế nào thì cầu thủ Ngọc Sơn cũng đã thi đấu hết mình và rất quả cảm. Bóng không thể qua được sự truy cản. Không được. Và xử lý của Văn Hưng. Những nòng cốt quan trọng nhất của Nguyễn Ấn cũng đã làm hết khả năng của mình. Và sự thành quả là họ đang có những cơ hội để dẫn bàn. Nhưng ngược lại thì cầu thủ Ngọc Sơn họ có thể tiếp tục tìm tới những bàn thắng để có thể rút ngắn những tỷ số. Thời gian xin được hồi ý của cầu thủ Nguyễn Đạt FC. Vòng đấu thứ hai của giải bóng đá Mini Cup Ngọc Lặc năm 2022 cũng đã được diễn ra và dường như những gương mặt sáng giá và ứng cử viên của địch của mùa giải năm nay cũng đã dường như lộ diện với bản chất của mình. Dứt điểm. Những thành quả của những cái chơi đó là sẽ có những điểm số để mang về một trận đấu tốt hơn.
sẽ có những cơ hội lên bóng dành cho các cầu thủ đỏ, không được. Một là phản công dành cho các cầu thủ Nguyễn Đán Nam Sĩ. Pha xử lý và chiến điểm ngay của Văn Hưng. Văn Hưng cũng đã có được rất nhiều những cơ hội để đối mặt, không vào. Lần này vẫn chưa thể đưa sơ bóng đi vào khung thành của Văn Hưng. Một trận đấu mà thực sự Văn Hưng đã có rất nhiều những pha di chuyển khá hay. Và đúng lúc này thì tiếng còi của trọng tài chính ông Đình Thạch cũng đã vang lên. Diễn biến của trận đấu của cái đầu giữa Nguyễn Ấn và Ngọc Sơn cũng đã khép lại với chiến thắng thuộc về cao thủ Nguyễn Ấn FC với tỷ số là 4-1. Xin được chúc mừng cho ban huấn luyện thầy trò của Nguyễn Ấn FC đã giành 3 điểm trận đấu hôm nay. Dù một trận đấu không tệ đối với cao thủ Ngọc Sơn, nhưng họ đã không thể tiếp tục có những điểm số ở vòng đấu thứ hai. Nhưng không sao, và chúng ta tiếp tục có những vòng đấu tiếp theo ở một trận này. Và bây giờ chúng ta cùng đến với trận đấu tiếp theo. Xin mời quý vị chúng ta đứng dưới màn hình.